ca. Hôm nay xin song ca với tam ca cái trích đoạn bên cầu dệt lụa thiếu dài nhuận điền tam ca. Đại huynh, đệ có còn gì đâu mà sẵn với không sẵn. Còn đại huynh, sao tiểu đệ không thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy? Ta thì bởi ngán sợ công danh làm ràng buộc cuộc sống của ta. Vậy mấy lâu nay đại huynh học để làm gì? Mấy năm qua ta ở ngự sử kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải tìm báo lợi danh. Tiểu đệ vô cùng khâm phục đại huynh. Ôi có gì đâu mà gọi là khâm phục, chẳng qua là giống khác nhau thôi. Tôi với ta là thân thôi nơi đồng ruộng, ngày tháng không giống sông nơi miền quan giả. Ngoài dòng lợi dân yêu nhau trong các mặt tình, để nhau được như huynh đời một ở thân ngàn, cuối cùng giữa núi tranh ngàn. Ta nghe có thực hiện được đâu, ân nghĩa rụt ràng để phải lập chữ công dân. Hiền huynh, hiền đệ không thể sống như ta, mà ta thì không thể đi theo hiền đệ được. Vậy rượu đây, chúng ta hãy uống, uống vài chung để nhớ hoài ngày đưa tiền hôm nay. Trần đệ nhìn một rượu suối đầy trong chung hàng xì, nghĩ gì đây trong rượu cay nồng, xin trao tay gửi chút nghĩa tương phùng, cười sáng sảng để thay lời. Ôi tiếng cười dở dụng không gian để ngăn vãng lời hò hẹn. Xin hãy cạn chén rượu hàng gì cho ngất ngây say mà quên chuyện tương phùng. Làm sao biết được chuyện bèo mây tan họp, nghĩ thêm buồn cho những ngày sông núi cách xa. Chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà, sao đưa tiễn mà lòng buồn rười rượi. Thân ta kiếp đã tốn công lặng lội, hãy cố vượt vũ mong để qua kiếp được thành. Uống cạn chén này rồi chén nữa, rượu đã cạn bầu chưa thấy say, hồn lại thấm say tình tri kỷ. Ngày mai chia biệt giảng đường mây. Đại huynh nhìn mái tóc đại huynh rối bồng như mây, để càng tự tẹn mình bấy lâu ràng nở khăn đây. Trọn đời để sẽ nhớ hoài nén rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài càng khai. Hồng cao rộng đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền tôi, để còn lẩm đẩm cô ma ngàn sao hơi men tay.
xin bái biệt. Đại quân ơi! Kìa, Trần Minh Hiền đệ. Hiểu đệ của đại quân đã đổ Trạng Nguyên rồi. Hả? Đổ đã đại, đổ Trạng Nguyên rồi à? mà tại sao Trạng Nguyên đang mặt te tua như thế này? Một Trạng Nguyên được chính quy mà lại im lìm, không chiếu chỉ của nhà vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả quyền quan sở tại cũng không biết. Để có còn ai đâu mà làm cho rình rảng rỡ ràng dòng họ chứ. Cho nên để có ý tâu với Đức Thánh Quân đến ban tiêu kỳ trước, để được quyền gì mà sắp xếp. Sao bỗng dưng tâm trạng Trần Minh lại xin làm một chuyện lạ đời, đối với đại quân lại phụ quân nhà, để phải dành cho bao tầm cảm thiết tha. Vì hai người tình thân thâm trọng, để phải hết lòng lo lắng liệu to, phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà, để mới sinh làm việc bình thường, cái mà vẫn chưa tròn lòng yêu thương. Bây giờ ta mới bắt đầu thèm rượu. Để hãy chờ ta. Đại huynh đi đâu vậy? Ta đi mua rượu. Có đây rồi, rượu nè đại huynh. Nhưng rượu này không phải là rượu của Trạng Nguyên hay rượu tủ, mà rượu này đệ đã ghé một quán nhỏ bên nghèo bên đường. Bây giờ anh em mình hãy cùng hâm ấm lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngàn đưa tiền. Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn nhớ quán nghèo nè. Đại huynh ơi, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì, xin kính cẩn tay ăn mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc Trạng Nguyên thì để chỉ xin bằng môi người nghĩa khí, xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo màu trắng đai gửi cho quân hồng cần, mặc quen áo cơ hàng để mừng bạn tương thi. Vậy rượu thân phùng đại huynh này uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày. Cài sâu.
làm sao được nữa. Đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang, không sao tránh được mặt cảm gì phân chia giai cấp. Đại quý có còn gì để dạy nhau chăng? Còn chứ. Ta xin gửi để một nhành bông lúa mới thay lời dặn dò khi được cao sang. Chớ quên lòng những kẻ vùng lắm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những người áo rộng mũ khăn ăn trên ngồi trước, mà bây giờ về để dấn thân vô. Đa tạ đại huynh, trân trọng nhận trong tay nhặt.